Mình xin giới thiệu lại về game TS. Và thưa các bạn, đây là logo của TS Online Mobile Việt Nam bởi Yogame phát hành. Và đây là hình ảnh Parallel của phiên bản Việt Nam. Tiếp theo mình xin được giới thiệu lại về game TS. Okay, xin lỗi, mình lỗi thời chút xíu thôi. Mình xin được giới thiệu lại về game TS. Tuy là game TS đã cũ, mọi người ở đây đều đã biết đến game TS rất là rõ. Nhưng mình xin nhấn mạnh lại những cái điểm hay, những cái điều cốt lõi của game TS mà trong 14 năm trước đã để lại cảm xúc cho các bạn. Đây là hình ảnh game TS trên phiên bản PC ngày xưa. Tiếp theo, TS là một game dựa trên thể loại bối cảnh xuyên không đề tài Tam Quốc. Một cái bối cảnh xuyên không thì tới bây giờ cái việc mà sử dụng bối cảnh xuyên không nó vẫn rất phổ biến trong các đề tài ngày hôm nay. Và một điều đặc biệt nữa, có thể nói TS Online là một game online đầu tiên ở Việt Nam có thể loại nhập vai đánh theo lượt. Ok, mình xin giới thiệu tiếp theo. Tiếp theo, có thể nói game TS là một game có thế giới bản đồ siêu to và khổng lồ. Và chắc chắn là ở đây tất cả các bạn chưa có thể là đi hết tất cả các bách trong game, kể cả về đội ngũ riêng của mình thì chỉ toàn sử dụng lệnh đi nhanh với máy bay thôi, nhưng mà rất tốn rất nhiều thời gian để đi hết bản đồ TS. Mà mình chắc chắn ở đây ít có người đi hết tất cả các bách trong game này. Một điều nữa làm nên tên tuổi huyền thoại của TS Online là hệ thống bắt bét độc đáo. Có thể nói hầu như tất cả NPC mình gặp được trong game mình đều có thể sở hữu, và mỗi NPC có một bộ kỹ năng riêng của họ. Nói về cái hệ thống bắt bét đó, thì có lẽ là mọi người chơi TS Online cũng đều biết là mình phải dùng lưới để bắt, đúng không ạ? Và cái cách thức bắt như thế nào các bạn còn nhớ không ạ? Các bạn còn nhớ không? Mời bạn ạ. Bắt con bé cao hơn mình 5 level. Và bạn còn nhớ là cách thức bắt Gia Cát Lượng như thế nào ạ? Gia Cát Lượng thì chỉ làm nhiệm vụ là có thôi, chứ không có bắt được. Dạ đúng rồi, cảm ơn bạn. Bắt đầu tiếp theo bạn rồi. Và tiếp theo, tuy TS Online đã ra mắt 14 năm về trước và là một trong những game online đầu tiên thời kỳ đầu, nhưng TS Online sở hữu một hệ thống tính năng hoạt động đa dạng phong phú. Vì điều đó nó đã để lại được cái cách chơi đặc sắc riêng biệt của nó, để lại những cảm xúc cho các bạn tới ngày hôm nay. Mình chắc chắn mọi người ở đây đều chơi game TS, kể cả khi việc TS không còn phát hành chính thức ở Việt Nam nữa. Và tiếp theo là sự phát triển từ PC lên mobile. Mình xin bật mí luôn, việc TS Online xuất hiện trên mobile đó là được nhà phát hành Yogame cách đây 2 năm bay qua Đài Loan tiếp xúc với Chinese Gamer để đặt vấn đề chuyển thể từ PC lên mobile. Nhưng do lộ trình phát triển của Chinese Gamer là phát hành như lộ trình ngày xưa, và sẽ phát hành trước ở Đài Loan và sau đó là Thái Lan và sau đó là sẽ đến Việt Nam của chúng ta. Và sản phẩm TS Online Mobile là được Asia Shop mua bản quyền, và Asia Shop Thái Lan phát hành trước, đó Yogame cũng là thuộc Asia Shop nhưng mà là Yogame ở Việt Nam, và tiếp theo là những nước khác. Và đây là hình ảnh đầu tiên về bản TS Online Mobile Việt Nam mình đã chụp cách đây không lâu. Với sự tiện ích của phiên bản TS Online Mobile thì mọi người có thể trải nghiệm ở mọi lúc, mọi nơi, không bỏ lỡ được những hoạt động trong cuộc sống và cũng không bỏ lỡ hoạt động trong game. Đôi khi chúng ta vẫn có thể ra ngoài đi nhậu, ăn uống gì đó nhưng mà vẫn tham gia được hoạt động game, không phải chạy về. Tiếp theo, với sự phát triển lên di động thì cái việc mà nhà sản xuất Chinese Gamer họ sẽ ưu hóa điều khiển và giao diện phù hợp hơn với di động nhưng vẫn giữ được cái chất game TS. Một điểm mới của TS Online Mobile là chức năng AI và Auto. Thì để mình trình bày tại sao có chức năng AI. Chức năng AI là để tự tìm đường khi làm nhiệm vụ trong TS. Thì với ngày xưa khi mà mình chơi trên PC thì cái việc di chuyển qua các vùng bản đồ của TS để làm quét nó thì dễ dàng lắm. Nhưng mà khi chơi trên mobile á, không thể nào mà cầm cái điện thoại mà điều khiển hoài được.
Vì vậy mới sinh ra cái chức năng tự tìm đường khi làm nhiệm vụ của trên TS Mobile. Và đặc biệt là chức năng auto để các bạn treo bãi quái luyện level nó dễ dàng hơn. Tiếp theo, với sự phát triển lên mobile thì phiên bản mobile sẽ có thêm rất nhiều tính năng và hoạt động mới. Mình có thể tin là không thua kém bất kỳ game online nào hiện tại. Và tiếp theo thì sẽ phát triển thêm nhiều tướng mới và nhiều bộ kỹ năng mới cho các tướng này trong phiên bản mobile. Và hiện tại thì phiên bản mobile Đài Loan cũng đã có một số tướng mới rồi, đúng không anh Dũng? Đúng rồi, có khá rất là nhiều và thậm chí là mở rộng ra rất là nhiều nội dung về sau của phiên bản của ta Đài Loan. Và tiếp theo, mình và đội ngũ game mong muốn sẽ được đem đến những cái trải nghiệm khi mọi người tham gia vào phiên bản test online mobile do YoGame phát hành. Đây là những mong muốn của đội ngũ game được đem tới cho mọi người. Thứ nhất là trải nghiệm trọn vẹn với cái việc quá hoàn chỉnh. Hẹp đường lời anh ơi. Đây là những hình ảnh việt hóa đầu tiên của phiên bản Việt Nam, phiên bản test Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng sẽ đem lại là một cái phiên bản việt hóa hoàn chỉnh, ngôn ngữ dễ hiểu để giúp các bạn không bị khó hiểu như trong các phiên bản Đài Loan hay là phiên bản không chính thức. Tiếp theo thì được hỗ trợ từ nhà sản xuất Chinese Gamer, chúng tôi sẽ có thể hạn chế lỗi xảy ra nhất có thể và khắc phục nhanh nhất có thể trong phiên bản của TS Việt Nam. Cùng với đội ngũ bảo vệ Badoil đông đảo để bảo vệ máy chủ và đường truyền thì bảo đảm sẽ không xảy ra tình trạng lắc hay disconnect. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đội ngũ Badoil đó chúng tôi thuê về bảo vệ. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế những cái lỗi xảy ra như vậy. Một điều nữa, khi các bạn đến với TS Online Mobile Việt Nam do YoGame phát hành, đó là nội dung game được cập nhật liên tục. Hiện tại chúng tôi đã được thỏa thuận với Chinese Gamer về thời gian cập nhật các phiên bản và đã có biên bản ghi nhớ. Nhưng nội dung cập nhật cho từng phiên bản hiện tại chúng tôi vẫn đang cân nhắc để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng người chơi TS ở Việt Nam. Tiếp theo, điều quan trọng nhất đó là định hướng vận hành của đội ngũ game. Điều thứ nhất là những sự kiện chỉ dành riêng cho phiên bản test online Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đã order và bên Chinese Gamer đã thiết kế một số sự kiện dành riêng cho phiên bản Việt Nam, như những sự kiện như ngày lễ lúc nào cũng có ngày lễ Quốc Khánh và ngày lễ 20 tháng 10 của Việt Nam. 34 tới 5 sao lần. Giống như phiên bản PC ngày xưa mình cũng có là áo dài. Chắc chắn là sẽ 29 sẽ có những ngày lễ, chắc chắn sẽ có sự kiện. Không phải là một sự kiện mà là một chuỗi sự kiện dành cho ngày lễ. Và để đảm bảo được cái môi trường trong game TS một cách công bằng và lành mạnh thì chúng tôi sẽ đưa ra một số quy chế xử lý các trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, như sử dụng hack chip và phần mềm thứ ba can thiệp vào game TS. Chúng tôi sẽ đã xử lý rất là nghiêm, đại loại như là sẽ đem vô tù như thế này. Tiếp theo nữa là đội ngũ game mong muốn là duy trì và phát triển cái yếu tố đặc sắc của TS Online dựa trên nền tảng game hiện có và sắp tới sẽ có. Tiếp theo một điều nữa, để một con game tồn tại mạnh và tiếp tục phát triển trong một thời gian dài lâu thì đó là yếu tố thứ hai chúng tôi mong muốn, là kết nối cộng đồng. Cộng đồng game TS hiện nay trải qua một thời gian khá dài, phân mảnh rất nhiều. Ít khi mọi người biết đến nhau, có thể do mình đi ngang qua nhau ngoài đường nhưng không biết được mình đã từng cùng chơi một game TS. Do đó, chúng tôi đã đặt một nhà sản xuất game ở Việt Nam để thiết kế một mini game nhỏ để người chơi có thể tham gia trải nghiệm trước. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho phát hành TS và trong tương lai. Và mini game này là mini game tên là TS Go. Mini game rất đơn giản, mỗi ngày các bạn vào game sẽ được nhận một số lưới nhất định. Với số lưới này, các bạn bắt ba đầu yêu đủ 4 màu và ba đầu yêu hoàng kim.
Với số lượng barrel đầy đủ, các bạn có thể vào chức năng đổi quà ở đây để đổi gift code. Và gift code này được sử dụng trong game TS, TS Online nha, không phải TS Go. Ok. Và để nhận thêm lưới, các bạn có thể kết bạn với nhau. Cứ mỗi lần kết bạn với nhau sẽ được nhận thêm lưới. Và mỗi ngày thì sẽ được nhận thêm lưới dựa trên số lượng bạn của mình nữa. Và ngoài ra để đưa TS tới rộng rãi khắp các nơi thì chúng tôi có thể vào chức năng xe. Khi nhấn vào nút xe sẽ share hình ảnh và link của game TS Online. Và sau khi share sẽ nhận được số lượng lưới. Hiện tại phiên bản mini game TS Go này đã có mặt trên Google Play và APK. Còn phiên bản iOS thì đang thử nghiệm. Đây là logo của game TS mini game TS Go. Tiếp theo, để cộng đồng được kết nối một cách vững chắc và phát triển hơn thì đội game sẽ hỗ trợ cho những cuộc hội ngộ của các game thủ cũng dựa trên nền tảng game mini game TS Go với một chức năng đặc biệt. Khi 10 người chơi cùng online TS Go ở gần nhau sẽ chắc chắn xuất hiện hoàng kim ba đôi yêu với tỷ lệ bắt là 100%. Và hoàng kim ba đôi yêu là yếu tố bắt buộc để đổi được một VIP code cực kỳ giá trị trong TS Go. Và VIP code này sẽ được dùng trong TS Online. Bởi vậy các bạn phải hẹn nhau 10 người nha, ít nhất là 10 người. Đúng rồi, 10 người online TS Go. Long ơi, Long có thể chia sẻ thêm về cái VIP code này hay không ạ? Đúng rồi. Tiếp đến là để kỷ niệm cuộc hội ngộ đầu tiên của cộng đồng TS Online Mobile Việt Nam do YoGame tổ chức. Chúng tôi sẽ gửi tặng đến các bạn mỗi người có thiệp mời một VIP code. Một VIP code này là VIP code của YoGame. VIP code YoGame nha, cực kỳ giá trị. Một VIP code YoGame khi vào trang TS Game để đổi quà sẽ đổi được một bộ 5 code. Một bộ 5 code dùng trong TS Mobile. Một VIP code đổi được một bộ 5 code dùng trong TS Mobile. Các bạn có thể tặng cho bạn khác hoặc các bạn có thể dùng cho account khác của mình, tùy. Nhưng những VIP code này hiện tại cực kỳ giá trị và chỉ có trong cuộc hội ngộ ngày hôm nay mới có mà thôi. Xin mời các bạn PC gửi VIP code đến những khách mời ngày hôm nay. Và tiếp theo mình xin trình bày tiếp cái buổi trình bày này. Sau khi TS Online Mobile Việt Nam đã ra mắt ổn định, chúng tôi chắc chắn sẽ tổ chức các giải đấu dựa trên những cái tính năng game như công thành chiến hoặc lôi đài. Vâng, để bảo đảm cái cộng đồng chúng ta nó sẽ sôi nổi hơn, nó sẽ có sức sống hơn, chứ nó không cứ bình như những game khác. Và để làm lớn trong cái cuộc tổ chức giải đấu, chẳng hạn như là mình sẽ có những cái giải đấu ở khu vực hoặc là những cái giải thi đấu ở khắp nơi nữa của bên phía công ty. Và đặc biệt nữa là có ai còn nhớ cái tên sự kiện này không ạ? Đây là Bỏ Đồ Yêu Công Thành, Ác Ma Công Thành ngày xưa. Đúng rồi. Những công thành là sẽ mang búp bê là đậu yêu, có ba ác ma đậu yêu, còn thủ thành sẽ mang là ái đậu đậu yêu. Và xa hơn nữa sẽ là những cuộc chiến liên server, liên quốc gia, thưa các bạn. Và mong muốn cuối cùng của chúng tôi là được phát triển bền vững con game này. Và điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ xây dựng một cái wiki game. Như chúng ta biết là game TS có một hệ thống nhiệm vụ rất là đồ sộ, một hệ thống bản đồ rộng lớn, một hệ thống tướng siêu dài, một hệ thống kỹ năng siêu nhiều, đúng không? Chúng tôi muốn xây dựng một cái wiki game để mọi người chia sẻ những nội dung game với nhau. Và cái wiki này chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng để cùng nhau xây dựng lên nội dung game cho cái wiki này. Và những thành viên đóng góp những cái nội dung game để cập nhật lên wiki sẽ được những phần thưởng lên game trong game TS. Tiếp theo, hiện tại các bạn hầu như một số các bạn đã chơi khá nhiều TS phiên bản Đài Loan. Thì để tạo sự khác biệt cho TS Online phiên bản Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao cái gameplay của game TS.
Và đây là hình ảnh nhiệm vụ của Game TS cách đây 14 năm về trước. Và cách đây 14 rồi bánh chưng về trước thì Game TS đã có một hệ thống nhiệm vụ yêu cầu cách thức thực hiện vô cùng độc đáo. Và đây là nhiệm vụ hộ tống. Nhiệm vụ hộ tống này trong thời kỳ đó là chỉ có Game TS mới có mà thôi. Những game khác không bao giờ có được. Cách đây 14 năm nha các bạn. Và bây giờ chúng tôi muốn được đưa thêm vào những loại nhiệm vụ khác, những loại kỹ năng mới để tạo ra trải nghiệm khác biệt cho cộng đồng Game TS Việt Nam. Tiếp theo là nội dung bản địa chỉ dành riêng cho Việt Nam mà thôi. Giống như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ yêu cầu bên JD Gamer tạo ra những chuỗi sự kiện đặc trưng của Việt Nam, những thú cưỡi và thời trang dành riêng cho phiên bản Việt Nam. Và hơn hết nữa là những vị anh hùng dũng tướng trong lịch sử. Với những vị anh hùng dũng tướng trong lịch sử với những bộ kỹ năng đặc biệt, có thể như bóp nát quả cam hay là chui xuống biển đục thuyền gì đó, đại loại như thế. Đúng rồi. Hai bà chân. Ai mà chơi chắc cửa dồi ra rồi. Và hơn hết, chúng tôi rất là xem trọng những đóng góp của các bạn để điều chỉnh game cân bằng và hợp lý hơn. Và cuối cùng, một điều mà mọi người ở đây rất mong chờ là thời gian ra mắt game. Chúng tôi đã được sự xác nhận của CG là sẽ phát hành game vào thời gian là quý 3 năm nay. Trong quý 3 năm nay thưa các bạn, Sẽ cố gắng trước. Nhưng như các bạn biết thì game test nó rất là lớn. Đòi hỏi việc quá và test game nó tốn thời gian khá là nhiều hơn so với các game khác. Và test online mobile sẽ có mặt trên App Store, Google Play và File APK tải trực tiếp từ trang chủ của YoGame. Và lộ trình ra mắt như thế này sẽ có alpha test trong vòng 7 ngày. Có reset nha các bạn. Alpha test này để chúng tôi test tải và đường truyền thôi, để bảo đảm là sẽ ít lỗi xảy ra nhất có thể. Và tại vì lượng người chơi test ngày xưa rất là đông, nên chúng tôi cần phải test tải và đường truyền của máy chủ. Nhưng các bạn yên tâm, bởi vì có sự hỗ trợ của CG và công nghệ ngày nay, nên cho dù người chơi có đông như ngày xưa và đông hơn ngày xưa thì hệ thống máy chủ nó vẫn sẽ chạy vượt mà thôi. Và sau đó sẽ là mở game chính thức cùng với chuỗi sự kiện dành riêng cho alpha test và giai đoạn mở game. Alpha test cũng sẽ có chuỗi sự kiện riêng và giai đoạn mở game cũng sẽ có chuỗi sự kiện riêng. Và cuối cùng là lộ trình cập nhật game. Chúng tôi sẽ cập nhật game trong vòng mỗi 2-4 tuần. Và để đảm bảo phiên bản của Đài Việt Nam sẽ bắt kịp phiên bản của Thái Lan và phiên bản Đài Loan, để người chơi chúng ta không cảm thấy quá xa cái nội dung chúng ta đã trải nghiệm qua rồi và quá xa với đời này quá lâu, thì nội dung game cập nhật cho mỗi phiên bản sẽ nhiều hơn so với nội dung game cập nhật cho mỗi phiên bản của Thái Lan và Đài Loan, để bắt kịp cái tốc độ phiên bản của bên đó. Và cuối cùng, đội ngũ game mong đem được những trải nghiệm này khi các bạn tham gia Game TS Online Mobile Việt Nam do YoGame phát hành. Và rất chân thành cảm ơn các bạn đã đến có mặt trong ngày hôm nay ạ.